Công dân Israel mắc COVID-19 vẫn có thể đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3 tới tại các điểm bầu cử đặc biệt. Ủy ban bầu cử quốc gia Israel cho biết sẽ thiết lập những hòm phiếu đặc biệt mà người bỏ phiếu có thể lái xe đến và bỏ phiếu từ trên xe. Người bỏ phiếu chỉ việc lái xe đến trạm, hòm phiếu sẽ được đẩy đến bên cửa xe họ. Họ xuất trình căn cước công dân và thực hiện bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn mà không cần phải bước ra khỏi xe. Ủy ban bầu cử đang tham vấn với Bộ Y tế Israel để đưa ra những quy định y tế an toàn nhất. Trong đó sẽ chỉ cho phép bố trí nhân viên bầu cử nếu người đó từng nhiễm COVID-19 và đã phục hồi hoặc những người đã được tiêm phòng. Nhân viên tại các điểm bỏ phiếu đặc biệt này sẽ mặc trang phục bảo hộ. Israel đã ghi nhận hơn 400.000 ca mắc và 3.240 ca tử vong do COVID-19. Cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23 tháng 3 tới là đợt bầu cử thứ hai kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và là kỳ bầu cử thứ tư trong vòng 2 năm ở Israel.